tỷ phú Hồng Kông chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã có sai phạm giúp sức cho vợ ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ rút tiền của SCB, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị. Trong 86 bị can, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Trong chủ tịch Vạn Thịnh Phát là tỷ phú Chu Nap Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Chu Lập Cơ sinh năm 1956 quê gốc ở Quảng Đông nhưng đã thường trú tại Hồng Kông và được chính quyền đặc khu cấp hộ chiếu. Ông được biết đến là một tỷ phú sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam và cả ở nước ngoài. Tại Việt Nam, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan cùng chú ở một chung cư cao cấp thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và có với nhau hai con gái chung. Theo kết luận điều tra, Chu Lập Cơ là chủ tịch công ty Times Square Việt Nam và cùng Trương Mỹ Lan điều hành hoạt động triển khai dự án tòa nhà Times Square. Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2012, chu lập cơ đồng ý cho vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại tòa nhà Times Square để bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Số tiền vay từ ngân hàng SCB liên quan đến khối tài sản này sau đó được dùng cho mục đích cá nhân của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ đã dùng tòa nhà Times Square làm tài sản, đảm bảo cho 46 khoản vay trị giá hơn 19.500 tỷ đồng tại SCB. Đến thời điểm vụ án bị khởi tố, tính cả dư nợ gốc lẫn lãi, các khoản nợ này đã lên tới 39.200 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Trong đó, Tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Bị can Chu Lập Cơ được cơ quan điều tra đánh giá là thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội. Bản thân bị can có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngày 5 tháng 10 năm 2023, ông Cơ đã nộp 1 tỷ đồng nên được cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình cơ quan điều tra cáo buộc bị can trương mỹ lan tuy không giữ chức vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây bị can đã chi phối lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của scb bị can lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng với đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống nhờ người đứng tên tài sản tạo hồ sơ khống cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ, vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại phần tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.